một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây á, là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai á, mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình Hai Một Đêm. Mình cũng đã từng được khán giả yêu mến, nhưng mà cái khoảng thời gian Hai Một Đêm á thì mình lại được thêm một cái điểm quý nữa là khán giả che chở mình, che chở mình. Lâu lắm rồi, cũng mấy năm rồi. Đúng rồi. Mình mới có một cái chương trình mà được yêu thương như như thế này. Thì dĩ nhiên khi mình làm nó cũng có nhiều trục trặc đúng không? Cũng có lúc không hài lòng, có lúc hài lòng. Nhưng mà cũng may mắn là có sự nhìn nhận của khán giả là rất là yêu thương. Không phải dễ gì được yêu thương đâu. Tất cả anh em đây đều có một cái sự biết ơn cái người mang lại cái... Mình nói thu nhập thì nó chỉ là thừa thải rồi. Mang lại cái con đường tương lai. Tiện đây là kể lại cho quý vị nghe là bữa có một cái ngày Trần Giang cùng đi bay làm một cái show. Đi bay show. Thì ở trong cái lounge thì có một cái cô tiếp viên hàng không của một hãng hàng không mới. Trước khi mình lên máy bay thì cô lại cô chào. Cô nói em là Nguyễn Thị A. Mình cứ nghĩ là cho em xin tấm hình, thường khán giả hay vậy, mới nói là cảm ơn vì tụi anh đã làm Hai Ngày Một Đêm. Cảm ơn vì tụi anh đã làm Hai Ngày Một Đêm. Và cảm ơn Hai Ngày Một Đêm, em có những thời gian em biết thoải mái lắm, em mở lên làm xem thôi. Cái chào anh. Thì lúc đó mình nghĩ là có những người ta thực sự là người ta cảm ơn mình nhiều, và mình thì lại biết ơn về điều đó. Thì anh em chúng ta mỗi người sẽ có một cái đôi lời cảm ơn quý vị khán giả. Thì dĩ nhiên cái lời cảm ơn tự trong sâu thẳm ai cũng có rồi, nhưng mà thôi thì mình nói ra luôn cho nó có một cái kỷ niệm đẹp ở một cái bữa tối cuối năm như này. Đối với em thì chắc chắn đầu tiên là rất là biết ơn tất cả những khán giả đồng hành cùng với mình suốt những ngày đầu tiên luôn á. Mà đến giờ này là mùa 2 rồi, mà em một điều em rất là quý đó, khi mà em đi lưu diễn bất kỳ đâu nha, ai cũng hỏi trời ơi sao lâu quá không quay lại. Khán giả nói là nhớ từng tập một anh em mình bị cái gì, nhưng mà ai cũng ngoài đường. Em thấy là khán giả còn nhớ tất cả những chi tiết đó luôn. Có những khán giả mà em đọc comment họ còn có góp ý rất là nhiều cho từng cá nhân anh em, rất là nhiều luôn nha. Nên thấy là tất cả những cái điều đó là làm cho mấy anh em tụi em cảm thấy là động lực rất là nhiều. Nên dù là trong mùa 2 này có những cái chặng đường nó cũng khá là khó khăn, di chuyển nhiều, nhưng mà đó là một cái nguồn động lực rất là lớn cho tụi em. Và hy vọng lúc nào Hai Một Đêm sẽ sống trong tim của mọi người. Và cảm ơn khán giả ủng hộ chương trình. Nói quá trời nói. Nói quá ý luôn. Dạ. Những cánh chim én đang trao lượn trên bầu trời để báo tin là mùa xuân về. Thì một năm thì đối với Lê Dương Bảo Lâm thì được khán giả yêu quý rất là nhiều, mà một năm có hạnh phúc cũng có rất là nhiều biến cố. Nhưng mà năm mới rồi thì em chỉ chúc cho tất cả quý vị khán giả hai chữ bình an thôi. Mong mọi người yêu quý chương trình Hai Ngày Một Đêm mãi mãi gọi là lúc nào cũng sống trong tim, ra sống trong tim, ra sống trong tim. Cũng như là chương trình của em sẽ nở những cánh hoa mai mùa Tết. Và đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm tự do tự lo. Thấy chưa? Vô anh em dễ nè. Trời ơi cái gì mà trì xuống em kéo lên mệt quá anh Quy. Cá nhân em thì em cảm thấy em rất nhận được rất là nhiều cái tình thương từ cái chương trình này và từ tất cả khán giả. Nhưng mà đôi khi thì em tự hỏi là không biết mình có làm được cái gì cho khán giả hay không để mà xứng đáng nhận cái tình thương đó. Nhưng mà có một cái mà em cảm thấy rất là nhiều động lực để mà mình tiếp tục mình làm cái công việc này là khi mà em đọc được một cái comment. Thì bạn nói là hồi đó giờ là gia đình của mình là lúc nào cũng mỗi người một nơi, không bao giờ mà tụ họp lại với nhau, chỉ có chương trình Hai Ngày Một Đêm mới lại giúp gia đình của mình có thể vui vẻ và cười với nhau nhiều tới mức đó. Thì đó là lần đầu tiên mà em cảm thấy nó quá là xúc động, cảm giác là công việc mình làm rất rất là ý nghĩa. Và em chỉ muốn chúc cho tất cả khán giả là sẽ luôn có thật là nhiều hạnh phúc, có thật là nhiều bình an bên gia đình của mình để mà có thể tiếp tục cùng nhau tạo ra những cái kỷ niệm đẹp hơn. Dạ em cảm ơn. Hay quá, nói nhỏ mà nói chuyện sâu sắc. Sao mà nói nhỏ mà nó ấy quá à. Vô nè. Rồi, còn lớn mà nói chuyện ấy quá. Thôi đừng có ký người ta nữa, kỳ quá Tết rồi. Tới anh đó, anh lo anh đi. Thôi để ấy đi. Thứ tự đi, Tú đi. Tú thì đứng ở một vị trí là khán giả. Thì thực sự là khi mà em xem chương trình ấy, đó là cái sự tích cực.
mọi người rất là vui và em rất là yêu chương trình. Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình thì thực sự nó cũng là một cái kỷ niệm rất lớn đối với em. Đứng ở một vị trí của khán giả thì em chúc lại cho dàn cast cũng như là tất cả các anh chị trong ekip sẽ luôn luôn có sức khỏe thật tốt, luôn luôn duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực này và chơi hết mình. Bởi vì đối với em thì 2 ngày 1 đêm là một chương trình chơi hết mình và vui hết cỡ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà anh Lâm đã chúc bình an thì em chúc cho khán giả luôn luôn có thiệt là nhiều niềm vui khi mà xem 2 ngày 1 đêm. Và đặc biệt là giống như Hiếu nói là tụi em hy vọng là tụi em là những cái chất kết dính để mà kết nối được gia đình của chúng ta. Và một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây á là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai á mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin hết. Chú Sáu, Mình cũng đã từng được khán giả yêu mến, nhưng mà cái khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm á thì mình lại được thêm một cái điểm quý nữa là khán giả che chở mình, che chở mình, động viên mình. Mình thấy cái điều đó là rất là quý. Rồi thấy được là cái sự kết nối của nhiều khán giả thì tự nhiên mình thấy cái điều mình làm á nó càng ý nghĩa hơn, càng quý hơn. Và những cái mà cái điều tích cực mà khán giả hồi âm lại với mình á, mình nhận được, mình thấy nó là một cái động lực rất là lớn cho bản thân mình, cho mấy anh em. Rất 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 là cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ. Chỉ mong là từng quý khán giả giữ được sức khỏe, luôn luôn khỏe mạnh, khỏe mạnh và khỏe mạnh. Dạ. Chắc chắn là em chỉ là một cái người khách mời thôi thì không thể nào mà có nhiều cái tâm tư tình cảm như anh em được. Nhưng mà đứng trên cương vị của một cái người mà được tham gia 2 lần thì thật sự cái đầu tiên là mình cảm thấy là nó rất là may mắn. Tại vì mình cũng không phải là một cái người mà hoạt ngôn hay là một cái người mảng miếng giỏi. Gần như là mình nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ cái mùa đầu tiên. Nhưng mà sau đó cái kết quả của cái mùa đầu tiên đem lại đó thì mình cảm thấy là có rất nhiều người theo dõi chương trình và mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là đón nhận của mọi người. Khi quay lại mùa 2 á, thì có một cái cảm giác là tự nhiên nó thân thuộc mà nó vui hơn rất là nhiều. Thì em rất là biết ơn tất cả những cái điều đó từ chương trình và từ tất cả những anh em ở đây. Và em muốn chúc cho mọi người cái thứ mà em luôn luôn mong cầu nhất trong thời gian gần đây, đó là một cái sự bình yên thôi. Chúc cho tất cả khán giả cũng vậy. Và chúc cho tất cả anh em sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái tập tiếp theo, mùa tiếp theo sẽ luôn luôn được đón nhận như vậy. Và xin cảm ơn khán giả đã đón nhận 2 ngày 1 đêm. Yeah. Đặc biệt là giống như Hiếu nói là tụi em hy vọng là tụi em là những cái chất kết dính để mà kết nối được gia đình của chúng ta. Và một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin hết.